Thưa quý vị, thông tin đang gây chấn động dư luận Nhật Bản và thế giới. Theo đài NHK của Nhật Bản trích nguồn tin Đảng Dân chủ Tự do LDP, cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã không qua khỏi. Vào sáng ngày hôm nay, cựu thủ tướng Abe Shinzo đã bị bắn trong lúc vận động tranh cử tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Cựu thủ tướng Abe Shinzo đã bị một đối tượng dùng súng ngắn bắn từ đằng sau vào khoảng 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương tức là khoảng 9 giờ 30 phút giờ Hà Nội, khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ Tự Do LDP tại thành phố Nara. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe được hai tiếng nổ, ông đã được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng. Sở cứu hỏa thành phố Nara cho biết, cựu thủ tướng AB 67 tuổi đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện Đại học Y Nara. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ tại hiện trường là một nam giới 42 tuổi.